tên của anh Bê Quy Thành, TV rất là ngu si. Ngu si gì? Thông minh nhất hành tinh. Ờ ok, lâu rồi bọn mình không làm video, thật ra là cách khoảng 2 ngày bởi vì anh Bê Quy Thành quá lười, chỉ ăn và ngủ thôi, không như ốc. Ốc bây giờ đã chăm chỉ làm video. Thôi thôi. Ngày thôi, nào thôi. Cũng có video hết. Wow! Lại là các bạn like thích quá nên là anh thấy chán làm video ấy. Cứ bạn cứ like nhiều, đăng ký kênh nhiều lên á, ngày nào anh cũng làm video luôn. Thôi, lần trước hình như là anh hứa làm cái con gì nhỉ? Ốc nhỉ? Con búp bê Poppy. À, theo như mình được biết thì là con Poppy lúc đầu nó là người giúp mình, nhưng mà lúc sau nó lại là người mà không cho mình thoát đi ở trong cái game Poppy Playtime phần 2. Liệu có thể nào hôm nay mình sẽ biến nó thành trùm cuối, vì nó đúng là trùm cuối không nhỉ ông nhỉ? Theo em thì nó không phải là trùm cuối, bởi vì cuối cùng thì cái con 1006 sẽ lấy phần cơ thể của nó. Nhưng đấy là trong trường hợp anh tiêu diệt được con Poppy, còn nếu không anh sẽ bị Poppy ăn thịt. Thôi được rồi, vậy thì trong video ngày hôm nay anh sẽ biến Poppy trở thành Mommy Long Legs. Chúng ta sẽ có phiên bản Poppy Long Legs. Thôi không dài dòng nữa, các bạn đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh. Và bây giờ chúng ta vào chơi luôn nha. Yeah. Ốc ơi, em còn nhớ cái phòng này của ai không? Đây chính là căn phòng của Mr. Lockwick các bạn ạ. Ông này chính là giám đốc của nhà máy Poppy Playtime. Ôi trời ơi, này. Đây không biết phòng ông này chắc là các bạn nhỏ hay vào đây chơi lắm, nên là các bạn vẽ hình không để ở đây nhỉ, dán đây nhỉ. Ờ đúng rồi, chắc là ông Lockwick cũng rất là yêu quý các bạn. Nhưng mà ông ấy yêu quý để ông ấy lấy các bạn ấy làm thí nghiệm đấy. Ui sợ lắm, thôi rồi. Bây giờ anh sẽ đứng ở chỗ này, anh sẽ dịch chuyển xuống phía dưới nha các bạn. Đây Đây chính là dưới phòng ông Ludwig nha các bạn. Sau đó tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cái đường ống này và đi xuống một cái căn phòng bên dưới lòng đất. Và bắt đầu chúng ta sẽ gặp cái con Poppy, nó xuất hiện ở sau cái thùng này đúng không? Đúng. Nó sẽ đẩy cái thùng này ra và nó... Đấy các bạn. Bây giờ mình thử kiểm tra xem sau cái thùng có thấy con Poppy không. Sau cái thùng không hề có Poppy, nhưng tí nữa Poppy lại xuất hiện. Thật đấy nhở? Ờ, và anh sẽ rút vào cái đường ống này xem như nào. Ồ, cái đường ống này là đường ống đi ra ngoài map. Thôi, bây giờ mình sẽ vào đấy luôn nha các bạn. Sắp được gặp Poppy rồi. Poppy thì cũng khá là xinh gái và nói giọng dễ thương đúng không? Chính xác rồi, đây các bạn ơi. Đấy, Poppy ấy. Đấy, Poppy sẽ xuất hiện sau cái thùng này. Anh thử xóa cái thùng đi được không? Sorry. Lúc nãy là mình kiểm tra là không có Poppy đấy nha các bạn. Và bây giờ Poppy đang đứng đây nói này. Poppy đang bảo mình bấm vào cái nút đi. Đúng rồi, bảo mình nối điện đi đó các bạn. Được rồi, bảo mình nối điện thì mình nối điện đúng không? Đúng rồi, đơn giản. Sau này mình chơi nhiều rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ xem Poppy đi đâu nha các bạn. Nó nói là cảm ơn mình đã trả ưa cho nó. Anh chả biết gì lại còn cứ... Nhưng mà các bạn để ý nhá, giọng của nó bây giờ rất là dễ thương nhá. Đó, nó đi vào đây nó biến mất luôn nha các bạn. Ờ nhưng mà nó lại có cái tiếng bên này rồi. Ờ nó bò lên trên này đó. Ờ nó đang bảo mình à, đu lên đây đi đấy các bạn. Đúng rồi. Nhưng mà bằng cách nào đấy em nghĩ nó biến mất và cái ngõ này là cái ngõ cụt, nó lại xuất hiện ở đây. Ờ các bạn thấy không? Trong cái đường ống này là cụt nhá, không phải là có một cái đường ống thông với cái đường ống bên kia đâu. Đúng đây. Rồi. Đấy, thấy không? Sau lưng nó là đường cụt. Rồi, thì đi thì đi đi. Ờ bây giờ mình đi luôn. Đấy. Cảm ơn Poppy nhá. Cái gì nói gì đây? Kệ nó đi các bạn. Bây giờ chúng ta cùng đến với cánh cửa bên này. Nó sẽ xuất hiện ở đây. Con này nó lại xuất thất ẩn thoát hiện kiểu gì ấy, không hiểu luôn ấy. This way, tức là đường này đó các bạn. Ờ, lại biến mất rồi. Rồi, đường này thì đi ra ngoài map luôn. Đường này là xin vĩnh biệt luôn ấy. Nếu mà đi theo nó đường này chúng ta rơi ngoài map và chết nhăn răng rồi các bạn. Rồi, ok. Đường này chính là chúng ta phải đi qua cái cánh cửa này. Và đoạn sau thì nó sẽ bị một bàn tay của ai bắt đi. Chính là nó bắt đi à? Thế chứng tỏ trong nhà máy này có một phiên bản là... Ban đầu là dễ thương, còn một phiên bản chính là Mommy Poppy ấy. Ờ, thì đi vào xem nào. Liệu con Mommy Poppy long leg đấy nó có kéo dài chân ra hay là nó lại có bốn tay bốn chân thì em chắc ngất mất. Không sao đâu, bây giờ sẽ mở cánh cửa để em các bạn cùng thấy nhá. Ok. Đây. Đây là Poppy bình thường. I'm going to need you to trust me. Ôi đấy. Poppy long leg. Chính xác rồi, em đoán là nó có 4 tay 4 chân, 2 tay bình thường, 2 tay dài, 2 chân bình thường, 2 chân dài. Quá chuẩn luôn. Bây giờ thì anh vừa cho các bạn nhìn thoáng qua thôi,
Để nhìn rõ hơn chúng ta phải đi vào cái cánh cửa chỗ game station đó các bạn, đi thôi. Được rồi, đi thôi. Đồng chí tờ duyên. Đồng chí tờ ông. Ông phải đền ghê. Ui, đừng nói với em là chỗ này có những hai con Poppy nha. Chính xác, anh nghĩ là sẽ có hai con Poppy. Một là Poppy long lét chân dài và một Poppy giống như kiểu búp bê thôi. Tức là một con chân dài, một con chân ngắn. Rồi, bây giờ anh sẽ thử xóa bức tường để cho các bạn nhìn nhá. Kinh quá. Đây chính là con chân dài, đen thùi lùi. Chắc là bên cuối thành phải bật đèn lên đi. Đúng rồi, để y mà anh thắp điện lên cho các bạn nhìn rõ nhá. Đấy, nó đang tập tạ với bàn tay màu đỏ hay sao á. Sao búp bê lại tập tạ làm gì nhỉ? Búp bê là chỉ cần dễ thương thôi. Đây, thắp điện lên. Ôi, các bạn ơi, trông kinh quá. Đấy, hai cái tay nhỏ nhỏ của nó ở dưới thì không cử động. Nhưng mà hai cái tay dài của nó ấy thì vẫn đang lên. Sợ vậy các bạn ơi. Hai cái tay nhỏ nhỏ và hai cái tay siêu dài giống của Mommy Long Neck. Thế chân nó đâu? Chân nó đâu nhở? Đây, từ từ anh phải thắp thêm ít điện đây các bạn ạ. Các bạn ơi, nó chỉ có hai chân thôi, thế là ốc đoán sai rồi. Ui, đáng sợ nhở, hay là trong váy của nó. Yêu ơi, anh bây giờ thành giúp vào váy nó à. Nó là búp bê thôi mà, đây này, để ý không? Ôi trời ơi. Hai cái chân nhỏ bên trong nha. Bên ngoài được được nối bởi một cái chân dài đó các bạn ạ, đây này. Được không? Ui, ghê vậy. Kinh dị quá à. Đấy, nó đang tập tạ bàn tay màu đỏ mà rõ ràng bàn tay màu đỏ vẫn đang trên người mình mà. Đấy, bây giờ mình bị lấy bàn tay màu đỏ. Chạ tao bàn tay màu đỏ đây. Ui, cái cổ nó dài chưa các bạn. Con này chắc là có hàng với con kangaroo. À không phải, con hươu cao cổ chứ. Đây là một phiên bản Poppy tốt, một phiên bản Poppy xấu à? Nhìn cái người nó kìa rời ra khỏi thân và nhìn lộ cái chân nhỏ kìa. Đấy. Đây, anh đi kiểm tra cái chân nhỏ cho các bạn. Đây này các bạn ơi, cái đấy. Chân nhỏ đây này. Ui, người nó hình trụ luôn các bạn ạ. Ui, cái chân nó ra khỏi người luôn. Ui, ghê vậy. Đấy, nó đang cầm con búp bê Poppy nhỏ kìa. Nó còn lắc con búp bê nữa. Ghê quá luôn ấy. Bây giờ tự nhiên thấy hai con Poppy luôn á. Nó sắp chạy lên trần nhà rồi. Mommy cái gì? Người là Poppy mà. Thôi không gặp lại nhau nữa thì càng tốt. Mắt nó nhìn kinh dị nhỉ. Nó lủi mất rồi các bạn. Mở cửa đi. Đi rồi phải mở cửa để người ta vào chứ. Chúng ta cùng quay trở lại với căn hầm không ai muốn đi nhầm ốc ạ. Đó chính là nơi mà Poppy xuất hiện từ trên trời rơi xuống đúng không? Từ trên trời rơi xuống một con quái nhập. Ui các bạn ơi, nhìn nó kìa. Ui, khuôn mặt nó không có một chút di chuyển luôn. Đôi mắt thì có đầy những tia máu màu đỏ kinh quá trời. Ui, bàn tay của nó kìa. Ui, tao nữa, tao sợ lắm rồi. Nó đếm rồi. 7 rồi. 7, 8, 9, 10. 4, 3. Rồi, 3 rồi, anh xong đời rồi. Đấy, xin vĩnh biệt cô. Không kịp đâu, trời ơi. Anh định tạo ra mấy cái chướng ngoại vật để nó không đuổi được anh các bạn ạ. Nhưng mà nó vẫn đuổi được. Thôi chạy đi còn kịp. Thôi chạy đi nha các bạn. Thì đừng đến nhây kiểu dính chết à. Lại nào. Ui dồi ôi, lần nào xuất hiện cũng rất là mệt mỏi. Rồi, nó có sợ Cookie đâu. Đấy, các bạn thò đầu ra khỏi bức tường Huggy luôn các bạn ạ. Mở cửa cho tao đi. Cái gì? Cái đồ cổ dài. Đếm ngược. Chạy đâu các bạn ạ, lần này mình không đứng lại đấy nữa đâu. Chạy mất dép thôi, ngu gì mà đứng lại đấy. Chắc là nó không đuổi mình nữa đâu, mình chạy nhanh thế cơ mà. Chạy cong đít luôn. Đóng đầu đóng đuôi chạy, không nhìn lại luôn các bạn. Ua cái gì, nó chưa xuất hiện đâu. Đi sâu hơn một tí đi. Chạy.
nó giả vờ ngu nữa các bạn. Phá đi, nhanh lên. Anh mà không chạy kịp là nó sẽ đuổi anh đấy. Chạy đi ơ. Nó không đuổi anh các bạn ơi. Ê, tao đây này, ê. Ê bạn ơi, biến mất luôn rồi. Ơ. Con này chúng ta không thông minh lắm. Nó giảm miếng ngay đằng sau mà không quay xe để bắt mình. Đồ ngu đồ ẩn hạ. Gặp bên cũng thành tròn ngay các bạn ạ. Mình chạy qua cánh cửa mình đóng cửa lại không nhìn thấy mình đâu. Bò quanh tường không thấy đâu. Còn lâu mới thấy nhá. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục hành trình nha các bạn. Đoạn này chúng ta phải làm một cái bé răng đúng không? Nhưng mà bây giờ anh xóa luôn cái cửa anh đi vào các bạn ấy. Xóa luôn cả cỗ máy luôn. Anh vô đối không sợ con gì cả các bạn. Đây từ từ. Đây nè, Poppy thân yêu của các bạn đây nè. Ôi trời ơi, thân yêu. Poppy đang đứng chờ, à không phải đứng mà là bò chờ ở dưới để khi nào chúng ta đi lên cầu phát là tèo đời. Nó túm cổ mình luôn đấy các bạn ạ. Để này, dưới này tôi om luôn, không thấy cái gì luôn các bạn. Thế còn cái con giơ tay bên kia có thấy bây giờ không? Có, bây giờ tối quá nhờ. Được, chui xuống à. Có vẻ rất là tối, thôi từ từ chúng ta chạy thoát khỏi con này đã các bạn. Phanh lại, nó phanh lại kìa các bạn kìa. Nó phanh chứ. Ôi cái thùng. Ôi dồi, cái thùng là mình bay lên trời các bạn. Phanh lại, đây. Nó đang tìm. Đang tìm mình ạ. Trốn đi. Ghép người ạ. Đi rồi. Cái gì vậy? Cái thùng này, bực kết cả mình các bạn ạ. Anh xóa luôn cả cái thùng. Rồi nó chạy mất tiêu luôn rồi, chả nhìn thấy. Cày cái thùng thật đấy. Hình như là nó lại chạy lên trần nhà thôi không ạ? Đúng rồi. Vẫn giống như lần trước rồi các bạn ạ. Đây trong này này. Đây các bạn ơi. Dưới này có một con đi. Ôi, nhìn mặt nó kìa. Trông kinh dị thật sự, tóc còn màu đỏ nữa chứ. Trông như con ma ấy. Tính ra lại cái tóc đỏ bạn ơi. Ôi ôi các bạn ơi, trông kinh quá. Để anh thắp điện cho các bạn nhìn nhỉ. Đây này. Thắp điện lên thì còn đỡ kinh. Ui dồi ôi, chân nửa người thì ở dưới bên dưới nhá. Còn đầu ở tầng trên các bạn ạ. Đấy. Mặc dù mình dịch chuyển đây nó vẫn biết mình này. Tất nhiên nó biết rồi. Cái mắt nó mở thao láo thế. Kéo. Ta tóm cổ mình ăn luôn vậy. Thật bại. Này á, anh phải đứng sâu tít vào trong góc này các bạn. Kéo. Anh phải đi náu cẩn thận vào. Đuổi theo nó. Đen bông. Anh phải đánh. Thấy có mặt nói. Ôi bàn tay Poppy bay lên rồi. Ui có một con kéo sập tường các bạn. Đúng rồi. Chui lên tường rồi. Đống đổ nát biến mất luôn. Ha, game ảo thế đấy. Nó đây nè. Xem bò đâu, ôi bò vào tối quá không thấy cái gì các bạn. Chắc là nó biến mất. Giữa hai khe tường luôn. Nó bò vào đây nó đứng lại các bạn ạ. Nó đâm đầu vào tường rồi, nó phải đứng lại chứ. Đâu có các bạn ơi, đá rơi này. Pom. Bên này có nước. Đấy, nó trốn đấy đấy. Ghê vậy. Thôi xuống đi. Ui xời ơi. Quay xe nhanh lên. Ôi trời ơi, đừng bắt đi. Ui thôi bạn ơi, tha cho mình bạn thôi. Mình không tha cho bạn đâu, mình đuổi bạn để bạn chạy cóng đít đi thôi. Bạn này mà anh mà đu trượt lần trước mà không xong đời nha. Không đu trượt đâu. Đu trượt nè. Chuẩn ý, thui ơi. Chuẩn bỏ đâu các bạn ơi. Bỏ đây mất hút rồi các bạn ạ. Kiểu gì, thôi kệ đi. Một phát quá luôn nhá. Chơi nhiều nó phải đẳng cấp ở đấy các bạn. Sai, tuyệt vời. Bạn bị kinh rồi. Cái cửa đặt bàn tay màu xanh vào là cái con Poppy nó sẽ xuất hiện đầu kia các bạn ạ. Đấy ở nhà. Bây giờ mình sẽ bay vào trong này, mình xóa bớt cái này đi các bạn, cho các bạn nhìn rõ. Còn 1006 nó sẽ kéo con Poppy như thế nào. Đây, thắp địa lên.
Bây giờ là vẫn chưa có con 1006, nhưng mà tí nữa mới có. Đây, đấy. Bây giờ chưa có gì nhá, hành ngang vẫn tối om các bạn ạ. Đấy. Thế đây là hết rồi. Ok, đi thôi. Đặt bàn tay màu xanh vào đây. Đây bàn tay màu xanh của anh muốn cho các bạn xem ở đâu. Ui. Ai ạ. Đảo đi. Nó biết mình đây ấy, nhưng mà nó không bắt được mình được các bạn ạ. Nó chạy nhanh rồi đó. Ôi, cái mông tròn quá bạn ơi. Ôi giời ơi. Một con nữa, hai con. Một con to, một con nhỏ luôn các bạn ơi. Chạy đi đồ quái vật Poppy để dám dọa ta này. Ui cái chân nó kia các bạn, bạn thấy chân bé bé không? Này dám lắp chân dài, dám lắp chân dài tay dài vào dọa ta. Đấy, con 1006 đã xuất hiện. Đấy, nó dùng bàn tay nhọn hoắt, nó lôi cái bộ phận của con Poppy vào. Bạn nó lắp vào người của nó. Em bảo này, nếu mà lấy Poppy vào á thì chắc là nó sẽ mặc cái váy của Poppy nhỉ. Thế là con robot này mặc váy à? Tại vì nó sẽ lấy các bộ phận của những con này để lắp vào bộ phận của nó mà. Nó là con robot mà có trí thông minh siêu việt nhất trong nhà máy Poppy Playtime luôn á. Chắc là nó khéo là trùng cuối trong phần 3 đó các bạn. Hãy đón chờ phần 3 khi nó ra, tụi anh sẽ chơi luôn. Đúng. Đây, rồi bên trong này thì sẽ có xác của một con này, các bạn thấy không? Chân thì vắt lên cổ, cổ thì lại vắt lên chân. Qua các bạn ạ. Rồi, bây giờ chúng ta cùng loát lại. Và lần này sẽ xóa cái máy đi và tạo ra mấy con trong đường hầm này nữa cho nó đáng sợ. Xóa cái máy đi, xóa hết cái máy. Ui dồi, xóa luôn cả sàn này các bạn. Để làm cái tay nắm này thôi các bạn. Được rồi. Bây giờ anh sẽ tạo đây, từ anh tạo đây mấy con đã cho nó ngầu các bạn. Đây. Mấy con Poppy liền á? Đây. Poppy này. Đấy. Đấy, đang bò các bạn, cuteo. Các bạn muốn nó to thì anh cho to được luôn. Đấy. Còn các bạn muốn nó cho bé tí, anh cũng cho bé tí được luôn. Đấy. Không, em muốn nó to. Rồi, anh cho nó bé bé này. Đấy, tạo ra mấy con bé bé được các bạn. Đấy. Eo, nhìn như con kiến ý. Giống con nhện này, đây mới được đúng phiên bản con nhện này các bạn nhỉ. Nó đi cứ dầm dập ra các bạn. Dầm dập đâu. Em chả biết âm thanh gì cả. Đi là dầm dập. Dầm. Đúng cả nền nhà lên. Kìa, nó đến rồi đấy. Cứ ở đấy mà dầm dập mới lại dầm dầm. Ôi, chạy kịp không? Ui, mày quá chạy kịp. Mày bốc phép với ông chí thì kìa. Chả mất nền nhà nó có vào được không nhỉ các bạn? Mất nền nhà vẫn đi bình thường. Rồi, hai con luôn. Chết cha chúng mày đi, bọn quái vật. Ui, cái chân bé bé các bạn không? Đúng rồi. Đây thì dám dọa ta này, bắt cóc ta thịt nè, chết đi rê rê. Chết queo luôn, vì không 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 sáu sẽ thò ra đây lấy. Đấy. Ui, cái khớp tay của nó tròn và to. Đây các bạn, nó kéo vào trong. Chán, đưa bàn tay của nó đây. Đây, còn một con này. Các bạn ơi, và cánh cửa này mở ra chưa để chúng ta thoát khỏi đây. Thoát rồi các bạn ơi. Và còn một đoạn nữa chúng ta sẽ gặp Poppy đó các bạn. Ui, ông ơi, em nhớ không? Đây, chính là chỗ này chúng ta sẽ gặp Poppy. Poppy lúc này đang bị giam giữ bởi mạng nhện của Mommy Longlegs. À không, hôm nay là Poppy Mommy Longlegs. Đấy, đáng sợ nhỉ các bạn nhỉ? Từ. Cái này mình xóa được không ta? Ui, anh thật xóa luôn cả Poppy đi bây giờ. Xóa hết cái này đi, xem chuyện gì xảy ra đi các bạn. Ui, đằng sau này rất nhiều mạng nhện nha các bạn. Ui. Đây là những món đồ chơi. Huggy màu đỏ, Huggy màu xanh. Rồi, ở đây có một cái đường ống, anh thử xóa đường ống em tí, con Poppy nó chạy đâu đi các bạn. Đấy, xóa luôn cái này đi, đấy, tí nhìn cho rõ. Rồi nha. Ok, vào phòng này đi. Này. Ê, hello Poppy, lại là tao đây. Mau giải thoát cho Poppy. Các bạn để ý cái giọng nói của nó lúc này nhá. Did you kill her? Đấy, giọng nói trở lên rất là đáng sợ. Nó hỏi là bạn đã giết cô ấy rồi sao?
Nhưng mà ở trong này thì Mommy nói lại chính là Poppy, nên là cũng coi như là mình đã tiêu diệt một cái phiên bản khác của Poppy luôn đó các bạn. Ờ, phiên bản Mommy Poppy này. Ừ, nó đang đứng im ở đây để nhìn mình di chuyển tiếp đó. Ờ, tôi không bắt được nó nhỉ các bạn nhỉ. Ờ, cái gì đấy? Thôi đi đi. Thôi đi đi nha các bạn, ta không bắt được nó đâu. Anh định kéo nó xuống làm đồ chơi cho anh, nhưng mà đấy, không bắt được. Còn lâu. Rồi, và đoạn cuối thì nó sẽ nói chuyện với mình. Cùng lên tàu với anh nhá. Rồi, đặt bàn tay màu xanh vào đây. Ủa? À, không, bàn tay xanh lá. À, thế ạ. What? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đặt hai bàn tay vào luôn, các bạn ơi. Sao lại có thể đặt hai bàn tay vào được thế? Ôi. Kẹp tay, kẹp tay, kẹp tay. Ôi, kẹp tay. Trời ơi, game ảo thế đấy các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ nhập cái mật mã để khởi động đoàn tàu nhé các bạn. Anh đã nhập xong mật mã để khởi động con tàu đấy ốc ạ. Nhưng mà trước khi khởi động tàu, anh sẽ tạo đây mấy cái con Poppy lòng lét ở đây đấy ốc ạ. Anh lại tạo một bầy cái gì ở đấy là mấy con? Đúng rồi, tạo một bầy ở đây nhá, đúng không? Nhưng mà trước khi tạo mình phóng to nó ra các bạn. Đấy, phóng thử một con to xong mình công vào xem nó có bị chết không nhá các bạn. Chỉ cần một con thôi. Ờ, chỉ cần một con thôi các bạn. Đấy, cái này đủ to chưa? Đủ. To to thêm tí nữa các bạn. Nữa luôn. Rồi, thắp điện cho này lên đã. Rồi các bạn ơi, chúng ta cùng lái tàu tông vào cái con đấy thôi. Rồi, đóng cửa vào. Đóng cửa vào. Đóng cửa vào đâu? Đóng cửa vào cái cần. Đấy, đóng cửa vào. Rồi, khởi động đi. Rồi, đi tàu được các bạn ơi. Đấy, đoàn tàu chúng ta đang di chuyển này các bạn này. Rồi, đây là đang di chuyển nha, đấy, thấy không? Đấy, đang tông vào con Poppy. Bây giờ chúng ta sẽ ở trong tàu nhìn này các bạn này. Tông nó! Con Poppy liệu có đi qua mặt mình không đây? Tông nó! Chết đi! Ôi, đi xuyên qua rồi! Đi xuyên qua mặt đêm! Ôi, các bạn ơi! Em biết ngay mà nó xuyên qua mặt mình luôn! Đấy các bạn! Xong, sống nhăn răng cả hai con! Chả bị chết các bạn ạ, còn con tàu của mình thì vẫn chạy. Và đoạn này Poppy sẽ nói là gì nhỉ ông nhỉ? Poppy sẽ nói rằng là Poppy sẽ không để cho mình thoát khỏi nhà máy này, mà mình là một người rất là đặc biệt, có thể giúp Poppy làm rất nhiều công việc ở trong nhà máy Poppy trong phần game thứ 3. Cho mình chạy đi ở đấy mà chơi một mình, rồi biết ở đây có quái vật còn giữ người ta lại. Thật đấy. Nhưng mà bởi vì mình có khả năng tiêu diệt quái vật mà, sợ gì? Chắc là do anh chơi giỏi các bạn nên nó mới giữ anh, chứ anh mà chơi ngu chắc là nó đuổi anh đi lâu rồi các bạn. Còn bây giờ anh Quang và Triệu sẽ dừng video tại đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn video sau nhé. Bye bye. Nhớ like video và đăng ký kênh thật nhiều để anh làm video mỗi ngày luôn. Tại là các bạn trả like buồn. Đừng bốc phét. Chả buồn làm video. Lười. Các bạn like đăng ký kênh nhiều, đảm bảo ngày nào có video xem luôn. Còn bây giờ bye bye. Các bạn muốn làm nhân vật gì hãy bình luận dưới nhé. Ai nhiều like nhất anh sẽ like.